statement that man implanted. When you have statement that man implanted data actually flow from your app to state and vice versa. You know exactly where your data is. This statement that man tool also give you a power in time snapshot of the entire data. In that way, you know exactly where your data is, and that makes your development faster. Tại sao chúng ta sử dụng quản lý trạng thái inflector? Bạn có quản lý trạng thái tại chỗ, dữ liệu thực sự chuyển từ ứng dụng của app của bạn sang trạng thái và ngược lại. Bạn biết chính xác dữ liệu của bạn ở đâu.